Này mất tiếng dữ vậy. Nghĩ là nó cũng quay tấm quốc trước. Qua cũng xuống dễ qua mình cũng quen luôn. Vẽ ra chắc lao rồi mới đi phải không? Ừ. Này được cái nó mềm nhưng mà hơi là máu quá. Nhiều khách không đông. Cho heo rồi đi. Cho bò chứ. Món cho heo, món cho bò mà. Thì bố lái cũng được hết, thì bố bón với được bao lâu mà. Chứ còn cho heo thì rẻ, cho heo là trăm mấy nghìn thôi. Thì bò mình xác lót, mình chấm với tương Không được không? biết. Biết ngon không, không biết. Mình tin tưởng bỏ đó chứ. Chứ còn không thì ra chợ cầu mua chủ quen mấy lần kìa ngon. Nhớ đây ra chợ cầu chắc cũng 300 mấy rồi. Có đó nằm á. Đau quá chị. Tự nhiên vô đây cái nó loạn mát luôn rồi.
qua điểm gì? Hả? Chị đưa cho em nói bác. Không nghe chị. Dạ. Còn mấy giờ? Em bận à? Mấy giờ không được chị. Ấy được chị sợ em bận. Qua bây giờ qua mấy giờ gần gần đây cũng được chị. Mấy mình đi mấy giờ? Mấy giờ cũng được. Em chưa chắc hay do khách vô là làm luôn kìa. À, tại vì chắc không phải 2:30 là anh đi xuống đó. Ok ok. À, là được nghe. Nhớ nghe chị dặn cứ vậy. Rồi. Khách hàng tới luôn mà. Đây tái. Đâu phân cho chị bán gì bán chị hết nữa rồi. Tối tối em rồi. Mỏng quá kìa. Do lâu lâu ở đây là kìa. Quen cũng nhớ rồi. Sally ơi. Hả? Chị làm nữa à? Ờ. Có thả cái mặt đi cho Yến nè. Hả? Có thả cái mặt đi cho Yến nè. Hả? Nhớ thối hết rồi. Mặt hết à? Ừ. Mặt mấy kia hả? Đấy. Đây, chị bé đây với các anh bên kia kìa. Cái nhà nữa. Cái nhỏ nữa. Bởi vậy nên chị Loan đi đâu cũng không sướng rồi vậy. Không, hình như có chạy xe.
Một cái sợi này là sợi quất lông này, căm quất lông này. Hai bàn tay.